Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những chiếc âm ly tích hợp cao cấp cũng như chiếc bao cao cấp đến từ thương hiệu Acouphe, có model là bao 7100 A75 và bộ mono block A250 và bộ đôi âm ly tích hợp đầu bảng đến từ thương hiệu Acouphe có model E5000 và E800. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm mức độ đẹp của hai sản phẩm này nhá. Và bên cả loa hay là tất cả những âm ly tích hợp bên em có đầy đủ các sản phẩm gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo. Cũng như quý vị và các bạn đã biết thì là âm ly Acouphe hay là những chiếc bao Acouphe là một trong những thương hiệu được sản xuất tại Nhật và ở thị trường Việt Nam được đông đảo các audiophile ưa chuộng. Đó, đây các bạn nhìn nào. Đây là chiếc bao Acouphe P7100 đó. Chiếc bao này sở hữu cái mặt đồng hồ vô cùng là to đó, cái đồng hồ VU vậy theo tín hiệu nhạc vô cùng là to đó, cái vu to khắp mặt luôn đó. Đây là những chiếc bao top đầu chạy class AB đó, chạy top chiếc bao top đầu chạy class AB và công suất tiêu thụ điện năng của chiếc bao này lên tới gần 1000W đó, các bạn nhìn nào, rất là kinh khủng. Đó, hàng đi đầy đủ thùng hộp, đầy đủ thùng hộp. Dòng bao Acouphe A75 này đó, sử dụng hai cái phần tay xách hai bên đó, nhìn rất là cơ bắp và mạnh mẽ. Chiếc bao này thì mặt phay nhôm vàng chanh cực kỳ là đẹp đó, các bạn gần như mới luôn. Và bên dưới nó có các núm chỉnh như master là cái phần đồng hồ này, input là cái đường tín hiệu đầu vào, power và cái tăng giảm độ nhạy đó. Đây là về phía trên mặt của chiếc bao này thì hai bên là hai phần lưới, đây rồi lưới tản nhiệt, và hai bên là hai phần tản nhiệt xương cá đây đó, nhìn rất là kinh khủng đó. Và bên dưới đó là chiếc bao mono block A250. Chiếc bao này chạy class A với mức công suất là tới 50W trên một kênh. Đó. Đây là chiếc bao stereo đó, A250. Chiếc bao này thì giá list là đang bán hơn 700. Đó, giá thì cất rất là đắt luôn ấy. Chiếc bao này thì đương nhiên đời mới thì nó sở hữu cái đèn tia nha các bác, sở hữu đèn tia và hai bên cũng sử dụng hai cái phần tay xách đây đó, rất đẹp luôn, hai phần tay xách. Và đây là chiếc bao bên này. Chiếc bao bên này đó là chiếc bao A250. Đây là chiếc bao gần như cao cấp nhất hiện nay, sau chiếc con E con A300 đó. Và đây là chiếc bao Acouphe P A75. Đây là chiếc bao chạy stereo và class A. Đây, class A A75 class A. Đó, chiếc bao này là một trong những cái chiếc bao rất hay khi ghép với những dòng như Tainoi Canterbury hay là Kensington. Đó, những chiếc bao này cũng sở hữu hai bên là hai phần tay xách này, đây mới hai phần tay xách và đồng hồ VU đây rất to đó, và nút power. Và bên trong này đương nhiên là có một cái lắp band đó, dòng này bên trong lắp band thì có các chỉnh đồng hồ này, auto 10W lên tới 1000W này đó, và input đây đó, bao này như mới rồi đó. Các bác quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp em sẽ có giá ưu đãi nhất gửi tới quý vị và các bạn đó. Đây là cái phần phía tản nhiệt của chiếc bao này đó, hai bên là hai phần tản nhiệt xương cá đây đó, rất là kinh khủng, rất là kinh khủng nha đó. Và bên dưới là chiếc bao A250 250 các bác đây đã biết rồi. Và đây là bộ đôi âm ly tích hợp đầu bảng của hãng Acouphe
Chiếc âm ly trên đó là chiếc âm ly Akufe E5000. Đây là chiếc âm ly tích hợp chạy Class AB đầu bảng của hãng. Đó. Bên em thì hàng này có sẵn đầy đủ gửi tới quý vị. Đây là hàng Nhật và sử dụng điện 100V. Hàng như mới tinh luôn nhé các bác. Đó. Bao nhiêu? Rất mới. Ở này phía trên lóc này. Và bên dưới là chiếc âm ly Class A E800. Đây cũng là chiếc âm ly tích hợp đầu bảng của hãng chạy Class A, và con E5000 là tích hợp đầu bảng chạy Class AB. Đó, hai sản phẩm này là hai chiếc âm ly tích hợp đầu bảng, và chiếc PAL A75 kia cũng là chiếc chạy Class A đầu bảng của hãng. Đó, đây toàn những hàng hết số gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo, cùng chơi. Đó. Và bên trong đó là cặp loa JBL 44 43 44 MK2, cũng hàng rất đẹp luôn. Đó, các bác quan tâm xin mời các bác liên hệ trực tiếp với em, sẽ có mức giá tốt nhất gửi tới quý vị và các bạn. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.